Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Tại hội nghị lần này, Ban Thường vụ Thành ủy nghe và cho ý kiến về dự thảo đề án phân cấp ủy quyền quản lý nhà nước gắn với mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2026. Qua thảo luận, đại diện các quận, huyện, sở ngành đã góp ý một số vấn đề về cách thức tổ chức triển khai hướng dẫn đề án, đồng thời cần dựa vào tình hình thực tế tại địa phương để điều chỉnh lại số lượng biên chế, sửa đổi việc phân cấp, phân quyền, quy chế phối hợp cho phù hợp với một số lĩnh vực có tính đặc thù trên địa bàn, như quản lý cây xanh, cáp viễn thông, quản lý xây dựng, giao thông trên một số tuyến đường. Hội nghị lần này, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã nghe và cho ý kiến dự thảo đề án phát triển và tạo nguồn cán bộ nữ giữ các chức danh diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đến năm 2025 và những nội dung tiếp theo.